Xin hân hoan và chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi chiều tối ngày 18 tháng 7. Rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Đến với clip chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em thì cũng có về được một số sản phẩm ha. Trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu cùng cả nhà mình nha. Xem được video đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cho cả nhà mình nha. Và hôm nay có những gì thì cả nhà mình cố gắng xem hết đoạn video này của em nha. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm độc và lạ. Đầu tiên, chưa đi vào các mã sản phẩm thì hôm nay là có một tác phẩm đầu tiên để giới thiệu giao lưu cùng cả nhà mình ha. Tác phẩm chưa đi vào các mã sản phẩm thì giới thiệu cả nhà một ông Khương Tử Nha nha, ngồi câu cá nha. Câu này giống như là câu thời câu giận ha. Câu là coi như là ổng câu mà không có lử nha. Đây là một tác phẩm rất là đẹp, Khương Tử Nha câu cá. Đây là một tác phẩm rất là hay, ngồi câu mà câu không có lử, cá chừng nào nó muốn dính thì nó dính nha. Đây là một tác phẩm rất là hay, tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 800g, 800g, chất liệu bằng đồng. Ở dưới đáy cũng có chuyện luôn. Bên đây là có một cái giỏ đựng cá ha, câu không có lử mà có kèm theo cái giỏ đựng cá nha. Cái này là câu thời câu giận đây. Khương Tử Nha ngồi câu cá này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là, đây là một tác phẩm rất là đẹp, có giá giao lưu cả nhà mình 800.000 nha, cho một ông Khương Tử Nha ngồi câu cá ha. Ông đội trên một cái nón này, kích thước thì em đo cho cả nhà cùng xem nha. Cỡ khoảng là chiều cao là 11, bề ngang là cỡ khoảng là bề ngang tượng của ông là cỡ khoảng 9cm, rất là đẹp nha. Một tác phẩm rất là hay của ngày hôm nay, Khương Tử Nha câu cá. Rồi, đi vào các mã sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên mã số 1. Mã số 1 là xin giới thiệu và giao lưu cả nhà mình còn được một con cốc một sừng nha, cốc ba chân một sừng. Rất là độc lạ, đây được xem là một trong những cụ cốc rất là đáng sưu tầm ha. Đây là cụ cốc chiêu tài hút lộc nha. Giới nghĩa là chiêu tài hút lộc. Đây là một cụ cốc ba chân. Hai bên là có hai cái sâu tiền nha. Và có cái đuôi ở đây nè, trên đây là có 2 4 6 các chùm sao bắt cẩu trên đây. Đặc biệt là trên đầu có một cái sừng rất là to. Tổng trọng lượng của con cốc một sừng này á là rơi vào khoảng là 4 kg 7. Ở dưới đáy cũng có chuyện luôn ha. Đây, cụ cốc một sừng này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000 cho cụ cốc một sừng nha, ở mã số 1. Quên nữa, đem đo chiều dài cả nhà mình xem luôn ha. Chiều dài là có 31, rồi chiều cao là 20. Rồi đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có một cặp bình rất là đẹp, cặp bình đồng cũ với một cái tích là tích ông thọ, nai thọ và ông thần tài nha. Rất là đẹp, đây một cặp bình đồng cũ. Tổng trọng lượng của cặp bình đồng cũ này rơi vào khoảng là 1,5 kg. 1,5 kg ha. Chiều cao tổng thể là cỡ khoảng 20 cm. Đường kính miệng là cỡ khoảng 7 cm. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là một triệu rưỡi cho cặp bình này ha. 1,5 triệu cho một cặp cặp bình này nha. Trên đây là có hình ảnh là những chú tiểu nè. Ở dưới đây là có hình ảnh là ông thọ và ông thần tài nha. Ở dưới đáy có chuyện luôn. Rồi đây là mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 hôm nay là còn được một cái ấm Tây Tạng. Một cái ấm đến từ đất nước Tây Tạng rất là đẹp. Hình ảnh là cái quai, trên đây là cái quai gồng ha. Ở trên đây có chạm rất là nhiều hột. Ở trên nắp cũng có chạm hột luôn. Đây là một cái ấm Tây Tạng rất là đẹp. Trong có chuyện luôn ha. Ở dưới đáy này có chuyện luôn nha. Bề ngang của cái ấm Tây Tạng này rơi vào khoảng là 18. Chiều cao là có khoảng là 15. Đây được xem là một trong những cái ấm rất là đáng để mình sưu tầm với cả nhà mình nha. Cái ấm đến từ đất nước Tây Tạng thì cái ấm này có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá là 700.000 ha, cho cái ấm Tây Tạng này nha. Xem được video đừng quên cho em xin một like nha cả nhà mình nha. Đây là cái ấm Tây Tạng ha, mã số 3. Rồi mã số 4. Mã số 4 hôm nay là còn được một cái điện thoại của để bàn của Nhật, hàng xuất đi châu Âu vào những thập niên 1970. Tình trạng còn rất là đẹp, còn đang hoạt động rất là tốt ha. Hàng này là hàng xuất đi châu Âu nha. Tình trạng là còn hoạt động rất là tốt và bề ngoài cũng rất là bắt mắt nha, còn rất là đẹp. Có cái lai em về em cắm vô thôi. Cái điện thoại để bàn này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu ha, 3,5 triệu nha. Cho mã số 4. Rồi mã số 5. Số 5 của ngày hôm nay là còn được một cặp tỳ hưu.
cặp tỳ hưu nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ ha, nhỏ nhưng mà đẹp nha. Đây cặp tỳ hưu chất liệu đồng, cả nhà mình cùng xem nha, em quay cận cảnh ha. Ở đây là dưới đáy này có chuyện luôn, đây là một con nha, tỳ hưu này có mọc thêm cánh này nè. Đây nữa nè, rồi bên này con thứ hai ha, ở đây có chuyện luôn. Cặp này có tổng trọng lượng là khoảng là 1,5 kg, chiều dài tổng thể là 16, chiều cao là 10 cm. Cặp này nhỏ nhỏ xinh xinh thì cặp này có giá giao lưu với cả nhà 1,000,000 đồng cho cặp tỳ hưu này nha. Cặp tỳ hưu ở mã số 5. Rồi mã số 6 ngày hôm nay là còn được hôm nay là vừa về được thêm là 6 cái ly tầng thủy hoàng để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Một bộ như vậy bao gồm 6 cái rất là đáng để sưu tầm nha. Bộ ly 3 chân tầng thủy hoàng ha. Đặc biệt cái là ở đây nó có chạm chữ luôn nha cả nhà nha. Đây nó có chạm những chữ trên đây nè. Chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 10,5, bề ngang là cỡ khoảng là 8,5, chất liệu bằng đồng. Cái ly này rất là đẹp nha, một bộ ly tầng thủy hoàng như vậy 6 cái, sẽ có giá giao lưu với cả nhà 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho 6 cái ly tầng thủy hoàng ha. Đây là mã số 6. Rồi không thể nào bỏ qua cái cặp ở mã số 7. Đây là một tác phẩm chế tác từ vỏ đạn ngày xưa ha. Rất là đẹp. Tổng trọng lượng của cái cặp này rơi vào khoảng là 4 kg cho cặp bình này nha. Một cặp bình này rất là đáng sưu tầm, chiều cao là tổng thể là 31 và đường kính miệng là cỡ khoảng là 10, 17,5 rồi 18, rất là đẹp. Cái này là hàng chế tác từ những kỹ vật thời chiến nha. Rất là hay nha cả nhà mình nha. Đây chế tác lại ha, đó chất liệu bằng đồng. Cặp bình này thôi trưng bày thôi khỏi chê nha, hết sảy con bà bảy luôn ha. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu cho cặp này nha. Cặp này có tổng trọng lượng là 4,1 kg. Rồi đây là mã số 7. Mã số 8 của ngày hôm nay, mã số 8 hôm nay là còn được một bộ trà long ẩn nha cả nhà mình nha. Bộ trà có tên gọi là Long Ẩn hay thường gọi là Rồng Trong Mây. Đây là một những tác phẩm rất là đẹp về ấm trà ha. Đây em đưa cho cả nhà mình xem một bộ, nó sẽ bao gồm thứ nhất là một cái bình Long Ẩn vẽ tay nha. Hình ảnh con rồng ẩn hiện trong đây nha. Rất là đẹp đó, đây. Rồi ở dưới đáy này có mộc luôn ha. Và một thứ nhất là một cái bình, một cái dĩa để cái bình đây. Ở bên cạnh đó là 6 cái ly, 6 cái ly cũng được vẽ tay rất là đẹp. Đây được vẽ tay Long Ẩn ha, 6 cái ly. Và đặc biệt cái là có một cái dĩa lớn nè, một cái dĩa rồng ha, đó Long Ẩn. Đường kính của cái dĩa này rơi vào khoảng 20, đó rất là đẹp nghe nhà ha. Một bộ như thế này kèm theo một cái cây để mình dựng đĩa lên luôn nha, đó em kèm theo cả nhà mình cái cây dựng đĩa lên vậy. Thì bộ này có giá giao luôn cả nhà 750,000 ha. Đây là mã số 7. Không, đây là mã số 8 nghe nhà mình nha. Xin lỗi cả nhà mình ha, đây là mã số 8 rồi. Rồi. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay đó là còn được một cặp hồ lô Bắc Tiên. Một cặp hồ lô này nó sẽ bao gồm có hai cái. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 17,5 và đường kính là có khoảng là 7 cm. Một cặp bao gồm có hai cái như thế này. Trên đây là có chạm Bắc Tiên như này ha. 8 vị tiên ở dưới đáy này có chuyện luôn. Thì một bộ như thế này, một cặp như vậy bao gồm hai cái thì có giá giao luôn cả nhà 1,200,000 ha. Đây là mã số 9. Rồi mã số 10 hôm nay là còn được một con cua tiền chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Con cua nó bao gồm hai bên là 4, 8 cẳng 2 càng, đó chiều cao tổng thể là có khoảng là 20, 21,5. Bề ngang tổng thể là cỡ khoảng 16,5, chất liệu bằng đồng. Đây là một con cua kim tiền. Giờ có cái khỏi vàng rất là to nha, ở đáy có chuyện luôn. Con này có tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 1,8 kg. Con cua này có giá giao lưu với cả nhà mình 1,1 triệu ha, cho con cua kim tiền này nha. Đây là mã số 10. 11 của ngày hôm nay, đó là một tác phẩm rất là hay, đó là một cái ấm cá chép chiều cao tổng thể là có khoảng 20 và bề ngang là có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng.
Đây là một cái ấm rất đẹp. Hình ảnh cả nhà mình đang xem đó là hình ảnh hai con cá chép nó đang đầu mỏ nhau nha. Bên đây là đó, ở dưới đáy có chuyện luôn. Còn cái ấm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000 ha, cho cái ấm cá chép này nha. Cái ấm này rất là độc lạ, rất là đáng sưu tầm ha. Tổng trọng lượng của cái ấm này rơi vào khoảng 900g ha, 900g. Tiếp theo mã số 12 hôm nay đó là một tác phẩm đại bàng. Đại bàng đang đứng trên một cái cây, đang đứng trên một cái cây tùng nha. Chiều cao tổng thể là gơ khoảng 23, bề ngang là 18, chiếc liệu bằng đồng ha. Đang đứng trên một cái cây tùng rất là cao, hai cái tay đang vấu lại ha. Tổng trọng lượng là 2,2 kg cho tượng đại bàng này nha. Đại bàng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu cho tác phẩm đại bàng này nha. Đại bàng đang đứng trên cây tùng, tổng trọng lượng là 2,3 kg, chiếc liệu bằng đồng, dưới đáy có chuyện luôn. Đây là mã số 12. Rồi 13 hôm nay là còn một cặp bình đồng nho sóc chất liệu vận động ha. Đây là một tác phẩm hàng thủ công nha. Hàng thủ công với một cái tích là nho sóc. Nho sóc là nó thể hiện cho sự ấm no ha. Những chú sóc mà lạc vào những vườn nho thì lúc nào cũng ấm no hạnh phúc nha. Chiều cao là 30, bề ngang là 10, tổng trọng lượng là 4,2 kg. Cặp này có giá giao lưu cả nhà là 2,8 triệu nha. 2,8 triệu cho cặp bình đồng nho sóc ở mã số 13. Rồi 14 hôm nay đó là một cặp bình hơi bị độc nha. Đó là một cặp bình sông Long chanh châu. Rồi cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đầu tiên là một cặp bình này, thứ nhất là đây là cặp bình đồng cũ. Nó được thiết kế gồm có hai bộ phận. Thứ nhất là hình ảnh là cả nhà đang xem là cái bình, dưới là cái đế nha. Hình ảnh là con rồng đang phun châu nha. Chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng là 30, đường kính miệng là 9 cm, tổng trọng lượng là 4 kg. Cặp này nó có xay, mình có thể xay được nè. Đó, cặp này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,8 triệu ha. 2,8 triệu cho cặp bình đồng này nha, rất là đẹp nha. Đó, vậy 2,8 triệu cho mã số 14. 15 hôm nay là có một cái sông trầm rất là đặc biệt. Đó là một cái sông trầm Trường Thọ, hay gọi là sông trầm Hồ Lô Trường Thọ nha. Chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng 20, bề ngang là có khoảng 14, chất liệu bằng đồng. Trên đây là một cái sông trầm, đây nó có rất là nhiều hồ lô trên đây. Ở dưới đáy có chuyện luôn nha. Ở trên nắp là có mấy cái hồ lô nè. Hồ lô thì thường người ta nghĩ tới là hồ lô Trường Thọ nha. Tổng trọng lượng là rơi vào khoảng 1,2 kg. Cái sông trầm này trên đây nó có chạm dơi nữa, rất là đẹp. Cái sông trầm này có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu ha, 1,5 triệu cho cái sông trầm hồ lô nha. Rất là đẹp ha. Đây là mã số 15. Rồi 16 hôm nay là còn được một cái bát ngang. 16 hôm nay là còn được một cái bát ngang bằng đồng, gồm có hai bộ phận, cái đế và cái đồ để trên nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng 9,5 và bề ngang là có khoảng 13. Chất liệu bằng đồng, trên đây là nó gồm có hai bộ phận nè. Đây nó có hai cái phen luôn nè. Dưới đáy có chuyện luôn. Tổng trọng lượng là rơi vào khoảng 1 kg. Thì cái bát ngang này có giá giao lưu cả nhà 1,000,000 đồng nha. 1,000,000 đồng cho cái bát ngang ở mã số 16. 17 thì chiều ngày hôm nay thì còn được một cái gạt tàn của Trung tâm Huấn luyện Thủy quân Lục chiến Huế Đà Nẵng. Đường kính là 17, chiều sâu là có khoảng 5. Tổng trọng lượng là 2,6 kg. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu nha. Cho cái gạt tàn này ha. Đáy có mộc luôn nha. Ở đáy có chữ 1968 US. Đây là mã số 17. Rồi 18. 18 hôm nay là còn được một cặp bình đồng. Để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình ha. Đây một cặp bình đồng cũ. Tổng trọng lượng là 4,3 kg. Cặp bình này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,8 triệu. Chiều cao là có khoảng là 32 cm. Đường kính miệng là 14. Đường kính miệng 14 ha. Đây là một cái cặp bình rất là đẹp. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là cặp này sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,8 triệu mã số 18. Rồi mã số 19. 19 của ngày hôm nay đó là một tác phẩm Hoàng Thần Tài nha. Đây là một tác phẩm rất là đẹp. Đó là ông Hoàng Thần Tài mặt rất là dữ nha. Tượng này thì có tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 1,7 kg.
chiều cao tổng thể là 20-26. Chất liệu bằng đồng. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng nha. Cho ông Hoàng Thần Tài này ha. Đây là mã số 19. Tiếp theo 20 là một tác phẩm rất là hay. Đó là tượng Tế Công. Tế Công thì thường người ta hay gọi là Phật Sống. Chiều cao là có khoảng 22. Và bề ngang, bề ngang là khoảng 18 cm. Tế Công hay người ta thường gọi là La Hán chuyển thế nha. Ở đây ông cầm một cái quả hồ lô nè. Rồi ở đây cầm một cái cây quạt. Ở đây có chuyện luôn ha. Rồi tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là của trong Tế Công này là 950.000 cho tượng Tế Công nha, mã số 20. Rồi 21. 21 hôm nay là còn được một cái chầm. Cái chầm phụng hoàng. Đó hình ảnh là con ba con chim phụng hoàng nó tạo thành một cái song chầm ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng 19 cm. Bề ngang là có khoảng 23. Chất liệu bằng đồng. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Đó. Tổng trọng lượng là có khoảng 1,5 kg. Cái này có giá giao luôn cả nhà 1,4 triệu ha. Mã số 21. Rồi mã số 22. 22 hôm nay là còn luôn cắm con vịt. Con vịt siêu to, siêu to, siêu độc. Chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng khoảng 1,9 kg. Chiều dài của cắm con vịt này nó rơi vào khoảng là 30-35. Chiều cao là cũng cỡ khoảng là, nếu mà tính tới quai là cỡ khoảng 35 luôn nha. Rất là độc lạ, nguyên cắm hình con vịt. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,900,000 cho cắm con vịt này nha. Bao độc bao lạ. Đây là mã số 22. Rồi 23. 23 hôm nay là còn được một con rồng. Con rồng nhã ngọc chất liệu bằng đồng. Thì con rồng này có tổng trọng lượng là 4,3 kg. Chiều cao tổng thể là cỡ khoảng 39. Bề ngang là 24, chất liệu bằng đồng. Con rồng nhã ngọc này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,900,000 nha. Cho con rồng nhã ngọc ở mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 là còn được một cặp chân nến đồng châu Âu. Cặp chân nến 5 ngọn. Chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể là 38. Bề ngang là 16,5. Chất liệu bằng đồng trên đây gồm có 5 ngọn nến nha. Tổng trọng lượng rơi vào khoảng là 4,5 kg. Thì cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là cũng có giá là 2,4 triệu ha. Đây là mã số 24. Tiếp theo mã số 25 là bao gồm ba tượng Phật ngồi rất là to. Chiều cao là tầm có khoảng 42 cm. Để em đo chính xác là cho cả nhà xem nha. Một bộ này á nó tầm cỡ là 36 cân nha. Gồm Quan Âm. Thứ nhất là tượng Quan Âm cao là cỡ khoảng 44 nghe nhầm nha. Còn Di Đà cỡ khoảng 44 luôn. Và Đại Thế Chí là 44. Một bộ này nó cỡ khoảng là 36 cân, khoảng 12 cân trên một tượng nha. Một bộ này sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 14 triệu cho một bộ Tam Thánh này nha. Quan Âm, Di Đà và Đại Thế Chí. Bộ này rất là to. Bộ này nội ngồi trên đài sen nhưng mà cao khoảng 44 này nghe cả nhà mình ha. Rất là to, rất là cao nha. Bộ này rất là đáng để sưu tầm ha. Không thể bỏ qua bộ này được nha. Rồi tiếp theo mã số 26 là mã số cuối cùng. Mã số cuối cùng là còn được hai cái mâm. Thứ nhất là mâm Cửu Long. Mâm đồng Cửu Long nha. Cửu Long vì sao gọi là Cửu Long? Vì cái mâm này nó có trên đây nó có 9 con rồng ha. Cửu Long là một con rồng chính giữa và 8 con rồng hai bên. Còn cái viền nó chạy là chạy 12 con giáp. Cái mâm này nó có tổng trọng lượng khoảng 1,2 kg và đường kính là 52 cm ha. Cái mâm này có giá giao lưu cả nhà 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho mâm đồng Cửu Long. Rồi tiếp theo mã số 26, mâm đồng Cửu Long là có một mâm đồng thuận bờm xuôi gió. Với một cái nghĩa là thuận bờm xuôi gió. Thì cả nhà mình cùng xem trên màn hình ha. Đây là một cái mâm nó có hình ảnh là nguyên một cái con thuyền nha. Với một ý nghĩa là thuận bờm xuôi gió ha. Cái mâm này kích thước cũng là 52 cm và cân nặng có khoảng 1,2 kg. Cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng luôn nha. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip chiều tối hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua nha. Xem được video đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cả nhà mình ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai với những sản phẩm độc và lạ ha. Mua hàng thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha.
Còn nếu như mà ở gần Cần Thơ thì cả nhà em cứ liên hệ là chỗ em là Cần Thơ xưa nha, đường số 4 trung tâm thương mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha, để xem trực tiếp các sản phẩm mà em quay của ngày hôm nay, hoặc là mình có thể đặt hàng qua số điện thoại ở bên trên của em ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai với những sản phẩm độc và lạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.